em đâu có kinh nghiệm hơn. Hỏi ngay bé chưa có tình. Lần đầu tiên hôn em cũng hơi lâu. Lần đầu tiên hôn cũng hơi lâu. Dạ. Cảm xúc lúc đó là sao? Thích lắm. Thích lắm hả? Dạ. Rậm rực, rạo rực luôn hả? Dạ. Mà em có cảm nhận được bạn gái như thế nào không? Cũng rung luôn hay là tê người hay là có hợp tác với em không? Mời hai bạn mở mặt nạ ra. Mời em trai giới thiệu trước về những thông tin cá nhân của mình. Em chào chị Cát Tường. Dạ, chào bạn nữ. Em tên là Trần Ngọc Tiên. Năm nay em 35 tuổi. Em đang sinh sống và làm việc dưới Long An. Em đang là nhân viên kỹ thuật điện chị. Long An ở chỗ nào? Ngay cổng Bến Lức đó chị. Rồi quê mình Long An luôn hả? Dạ đúng rồi. Rồi hôm nay chạy lên đây ghi hình hả? Chạy mất bao lâu? Khoảng gần tiếng chị. Ồ, vậy Long An thành phố chỗ Bến Lức cũng gần ha. Rồi còn em gái. Em chào chị Cát Tường và chào bạn nam. Em tên Hứa Thị Kim Yến. Hôm nay em 31 tuổi. Về công việc thì trước em làm nhân viên văn phòng. Nhưng mà hiện tại thì em đã nghỉ và em đang ở nhà phụ một số việc của gia đình thôi. Dự định là qua năm sau thì em mới đi làm lại. Quê em An Giang, hiện tại sinh sống và làm việc Hồ Chí Minh. Hồ Chí Minh em đây cùng gia đình, ý là gia đình em sinh sống ở đây lâu rồi chị. Nhà đông anh chị em không em? Có ba chị em gái. Em giữa của em thì lập gia đình rồi. Còn em út của em thì học lớp 11. Gia đình hối dữ chưa? Dạ có. Năm nay là em bao nhiêu tuổi? Dạ em 31 tuổi chị. 31, bên này mình 35 hả cơ? Dạ. Những cái điểm mạnh điểm yếu của em là gì Tiên? Dạ điểm mạnh của em thì tính làm việc độc lập tốt. Em cũng có thể làm việc nhà được. Có tật xấu gì không? Xấu của em là cũng nóng tính. Lâu lâu cũng có nhậu, nhậu với bạn bè. Lâu lâu gì? Tôi nghĩ cái bộ tướng này chắc cũng nhậu dữ lắm à. Nhậu hoài à. Hồi đó hai chị này bị bao tử, ít nhậu. Trời ơi, bị bên bao tử luôn rồi hả? Rồi trị hết chưa? Cũng hết rồi chị. Mà sao cũng chưa mập? Không biết nữa, chắc cái tạng người nó vậy nha. Cái là cũng chưa có cái bàn tay người phụ nữ chăm sóc ha. Dạ. Rồi còn em, điểm mạnh điểm yếu của mình là cái gì cưng? Dạ điểm yếu của em là em hay quên, cũng phải mất tập trung á. Giờ điểm mạnh của em thì em hiền, ít nói. Ủa điểm mạnh là ít nói hả? Nói chung cũng biết nấu ăn một chút. Rồi lúc rảnh rỗi thì thường em hay làm cái gì? Thì em hay như dọn dẹp nhà cửa, lâu lâu thì có đi xem phim với bạn bè. Tình trường thì sao? Hiện tại em chưa có mối tình nào hết. Do gia đình bạn bè có giới thiệu cho em gặp gỡ, nhưng mà do không phù hợp nên không hợp tính nhau á, nên không có tới được. Khi mà gặp gỡ thì nó cũng trong thời gian ngắn hả chị? Tháng là không có gặp nữa. Thì cũng có nhiều cái lý do lắm. Số bạn em gặp á, thì cái thời điểm đó thì nhiều khi mình thích bạn nữ tóc dài, nhưng mà thời điểm đó thì em tóc ngắn. Trời. Thỉnh thoảng còn mặt là có người á, thì dạng lúc đó em thời em nói là em cũng chưa biết thấu hiểu lắm, nói em kiểu như chậm hiểu vài vấn đề. Dạ ta che em luôn vậy đó hả? Dạ không, hay là nói qua trung gian thì biết sau này thôi. À thì cũng cách đây cũng thời gian trước cũng lâu rồi, em có quen một anh á, cũng kiểu như lớn tuổi hơn em nhiều á, khoảng gần 20 tuổi. Dạ rồi cũng không được. Dạ không, tại lúc đó em nói là em cũng suy nghĩ, lúc đó em cũng chơi với bạn trẻ nhiều á, rồi suy nghĩ nó cũng chưa chững chạc lắm, nên thôi em không có ý là nói chuyện, người ta thấy cũng không phù hợp á, nên thôi em cũng không gặp nữa. Hay dài vậy là coi như tình trường mà nói là mối tình sâu đậm rồi là cũng chưa có. Dạ đúng. Còn em sao, tình trường mình sao? Dạ, nè tình trường của em thì em cũng đã trải qua một mối tình rồi chị. Bao lâu rồi? Cách đây cũng 60 năm rồi chị. Rồi sao chia tay? Nói chung hồi xưa thì công việc thì em ở đó em làm với Long An, người bạn ấy thì làm bên Sài Gòn, cũng xa, với lại một phần nữa cũng xuống nhà chơi mấy lần á. Có vẻ như gia đình bạn gái không đồng ý. Không đồng ý, lý do gì không đồng ý? Em cũng không biết nữa, sau này cũng nghe con bạn nói là chắc có thể lúc đó là công việc em chưa ổn định. Rồi từ đó đến nay không có quan tâm ai nữa hả? Dạ cũng có, nhưng mà còn là đơn phương không chị? Sao vậy? Tính em thì cũng sống hơi nội tâm á, cũng ít nói nhiều khi. Bây giờ còn nhớ tới cái người bạn gái cũ đó hay sao? Chị cũng nay cũng 6 năm cũng. Sao mà nhắc tới mà còn xúc động? Là cũng tiếc nuối đúng không? Trời ơi, thấy thương quá à. Một chàng trai cũng rất là tình cảm sâu sắc. Bây giờ nhắc lại bạn ấy vẫn còn rất là xúc động. Rồi giờ em muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào? Ngoài về ngoại hình á thì cao 1m6 trở lên, cũng dễ nhìn thôi. Rồi ok. Mắt mũi như thế nào, tướng tá ra làm sao? Thì cũng bình thường thôi chị.
người miền Nam hoặc là sinh sống hoặc làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Rồi giờ anh ấy Long An, cách thành phố Hồ Chí Minh tiếng đi xe. Công việc á, thì công việc thì có kinh tế vẫn xíu để sau này, thí dụ như có tiến tới gia đình á thì mình lo chụp cho gia đình sau này. Ừ, còn gì nữa không? Vậy thôi phải không? Còn em? Em thì chỉ cần quả bằng nữ thì cao mấy 5-8 cái lên này được. Rồi da trắng xíu. Trời ơi, quả trắng luôn. Áo em trắng quá, nhìn không ra luôn á chứ. Nhưng tính tình nó chỉ nhẹ nhàng xíu là được. Em chỉ yêu cầu vậy thôi. Yêu cầu vậy thôi ha. Dạ. Nào cho chị coi cái hình của em coi. Trời ơi trời, hình này hồi đi học hả trời? Đi học rồi bây giờ sao mà ta nhận ra. Nè, tấm này được nè, lựa đi. Năm anh, lựa đi một anh. Trắng. À, có trắng. Em cao mét mấy cưng? Dạ, mét 55. Lựa đi. Em cao mét mấy? Mét 7 chị. Mét 7. Đâu, ai? 120 người này, người nào á. Sao biết 120 người đó? Tại vì chiều cao á. À. Da có đen gì? Vừa phải, không đen, không trắng. Ốm không chị? Ốm ốm gầy gầy. Chị chắc người này quá. Chắc chưa? Rồi chắc có, giữ yên nó đi. Có chưa? Áo trắng quá. Nó ai? Áo trắng chị. Áo trắng hả? Lý do tại sao chọn áo trắng? Chị đoán vậy thôi. Đoán vậy thôi phải không? Rồi. Mời hai bạn nhìn về hướng trái tim. Trời ơi, nhiều mày rồi. Không. Chặt lắc rồi phải không? Đứng ông này ông đưa hình cũng ác này, mình núp ở đằng sau mà đưa cho người ta đoán. Sao? Trời đất ơi, ông nhìn hình mà ông còn chỉ trật nữa đó em. Nhìn kỹ lại coi. À, nhìn mày mày. Trời đất ơi. Đây nè ông ơi. Hỏi thử coi cổ phải không hay là tôi chỉ trật. Phải em đó không? À, đúng rồi. Mà ông chỉ ba người luôn, trật lất hết trơn á. Ôi, cặp mắt quan sát của em kiểu gì vậy? Nhìn kỹ thôi, đừng nhìn hình nữa, giờ nhìn kỹ đi. Đúng chưa? Rồi này có tặng không? Rồi, cảm ơn anh. Hoa đẹp quá ha, lớn ghê ha. Em có quà tặng cho anh. Dạ đây. Cảm ơn. Món quà này món quà gì vậy em? Dạ cái ly sứ ạ. Ủa sao tự nhiên tặng ly? Tao nói tặng ly là ly tán đó em à. Dạ không, em thấy nó đẹp à, em. Ly đẹp đó hả? Dạ. Mỗi sáng ngủ dậy uống ly nước, mỗi tối đi ngủ uống ly nước nhớ em ha. Rồi, trước khi uống nước thì mình ăn đó đã. Bây giờ tới giờ ăn trưa thì Tường sẽ mời hai bạn thưởng thức món ăn ngon của nhà hàng Chả Cá Đế Vương. À, các Tường mời hai bạn thưởng thức món ăn rất là ngon của nhà hàng Chả Cá Đế Vương. Đây là món lẩu đầu cá lăng. Rồi mình ga lăng ha, đầu cá lăng mình ăn mình phải ga lăng. Rồi mình múc cho bạn gái ăn rồi hai bên trò chuyện với nhau nha. Một chút xíu chị Tường quay lại, nhớ tâm sự với nhau nha. Ủa, hiện tại giờ làm cái thành phố hả? Là đúng rồi. Ờ, anh là làm ở Long An. À vâng đúng rồi. Công việc mình có hay đi lại nhiều không? Không, cũng ít. Tại chỗ anh làm thì công việc anh thì hiện tại ngồi phòng không à. Lâu lâu mình có hay đi công trình hay sao? Không có, không có đi công trình, làm việc ở chỗ à. Thì ví dụ như quen em ở thành phố Hồ Chí Minh thì có hay lên đây không? À, được mà, chứ chỗ Long An mình tại đây cũng gần lắm. Chạm khoảng tiếng hồ à. Ủa mà Yến ở thành phố Hồ Chí Minh là quận mấy? Dạ em ở quận 1 ạ. Quận 1 hả? Chỗ nào quận 1 Yến? Dạ khúc gần Bến Thành anh. Bến Thành, à cũng gần mà. Chỗ quận 1 đó, Bến Thành đó, chỗ anh chạy lên khoảng chừng tiếng hồ à. Anh em hỏi nhà anh là có mấy anh chị em à? À 6 anh chị em được. Anh là con thứ mấy à? Kế út. Nhưng mà ở nhà có gia đình hết à. Còn có mình anh à. Như anh á là anh có muốn quen bạn mà sau này để tiến tới hôn nhân chưa? Có chứ, anh đăng ký chương trình này là chủ yếu là muốn tìm bạn gái, tìm hiểu hai đứa hợp thì có thể tiến tới hôn nhân. Ý mình làm công việc có lâu chưa anh? À, công việc anh hả? Anh làm đó cũng hơn 10 năm rồi. Mà ý là nhà em sống ở trên Tây từ nhỏ, sống với ba mẹ em ở đây. À, gia đình ở quận 1 luôn. Thì anh đó ở dưới quê là có họ hàng bên ngoại, bên nội em sống rồi. Lâu cũng có về với chơi thôi. Nãy mở trái tim cho Yến thấy anh sao? Có giống như người yêu cầu của em không?
Thì nãy em đoán chật chật á. Anh cũng nãy nhìn thành con đống em không đúng. Đó. Thấy hình như em đoán chật. Tại đã thấy cái hình như khác với hình chụp cũng lâu rồi. Anh thì hình đó cũng hợp cũng mấy năm rồi. Sau này cũng ít có, cũng có đi chơi với bạn bè mình cũng ít chụp hình lắm. Tại vì chụp hình cũng không được ăn ảnh lắm. cũng ít chụp hình. Dạ. Yeah. Anh có hút thuốc không? Không. Không có, anh không hút thuốc. Có nhậu có. Tại vì quê Long An miền Tây mà. Nói chung cái dân miền Tây thì cũng hay gặp anh em bạn bè rồi cũng làm già trai. Chúng anh nhậu ít mà chứ không có nhiều. Rồi, ăn ngon không? Nãy giờ thưởng thức chưa? Dạ. Rồi, hồi nãy chị ở bên ngoài thì chị thấy là hôm nay em gái là có đi với mẹ phải không? Rồi, bây giờ sẽ mời mẹ vô để mình cùng trò chuyện chút xíu nha. Rồi, chào cô. Hồi nãy giờ đứng ở ngoài đáng lẽ kêu bằng chị thôi nha, chứ trẻ lắm luôn á. Nhưng mà tại thôi lên chương trình thì kêu bằng cô đi. Nãy giờ lắng nghe câu chuyện của hai bạn trẻ thì cô có suy nghĩ gì không ạ? Trước mắt thì cho hai đứa làm bạn tìm hiểu, trong thời gian tìm hiểu là như thế nào. Chào cô chưa? Dạ, chào. Hỏi thăm cô vài câu đi, trời ơi mạnh mẽ lên. Trời ơi, thanh niên 30 tuổi mà còn rụt rè nhút nhát nữa. Mình cũng ngại quá, lần đầu tiên ghi hình đó chị. Lần đầu tiên chứ không lẽ ai tham gia chương trình mấy lần. Bên đây con cô nó cũng nhát lắm. Tại từ nhỏ đi học rồi xong rồi cái đi làm ít có chơi quen với bạn trai này kia. Giờ mới coi chương trình cô NC Cát Tường là hâm mộ cô lắm, bữa nay gặp cô thành dạ, cô. Dạ, dạ, cảm ơn cô. Nhưng mà cô có mong muốn là mình tìm một cái chàng rể tương lai là như thế nào không? Cô có cái yêu cầu gì không? Mình thì cũng người miền Tây mình cũng đơn giản lắm. Mong muốn là con có một đứa bạn trai là yêu thương con mình. Tại vì mình cũng đâu có con trai đâu. Dạ. Mình có ba đứa con gái mình rất là quý ghẻ. Rồi cứ sơ bộ hôm nay nhìn thấy anh chàng này thì cô có nhận xét gì không? Cô thấy con nên về mập lên tí. Đúng rồi, ăn uống cho mập lên tí, ốm quá. Còn con thì giảm cân xíu, giống như gì của Tường thì giảm cân xíu. Thì con coi nãy giờ trao đổi với bạn, thấy bạn như thế nào, có phù hợp với theo mong muốn của con không? Thì con cho bạn có cơ hội tìm hiểu. Rồi, cảm ơn cô. Rồi, cảm ơn cô nha. Bây giờ thì chị Tường cho hai bạn có thể là nó tự nhiên hơn, thoải mái hơn một chút xíu ha. Đây là những cái lá thăm của chương trình, có những cái yêu cầu trong này. Mỗi bạn bóc một lá và đọc lớn lên để thực hiện yêu cầu trong đó nha. Hỏi bạn nữ ha chị. Em đọc lên coi. Hãy nói kinh nghiệm hôn của bản thân. Theo bạn khi yêu thời điểm hôn thích hợp là khi nào? Rồi, em trả lời đi. Em đâu có kinh nghiệm hôn. Hỏi ngay bé chưa có tình trường. Cái câu sau mình vẫn có thể trả lời được. Đọc hỏi lớn lên cho em nghe đi cưng. Theo bạn thì khi yêu thời điểm hôn thích hợp là khi nào mà? Thích hợp thì lúc nào nó tới. Lúc nào bạn trai phải chủ động chứ, lẽ giờ sao em ha? Nếu mà bạn trai chủ động mà mình cảm thấy nó tới, nó thích đó, thì mình để yên, không được mình đẩy ra đúng không em? Hãy nói kinh nghiệm hôn của bản thân. Rồi em kinh nghiệm hôn bản thân em sao? Ta chưa có hôn mà mình có rồi, mình nói kinh nghiệm thử coi. Thì cũng mua kỳ mới thôi chứ không. Rồi có kinh nghiệm có lần nào bị đẩy ra, bị ăn tát gì chưa? Nó quen bạn nữ thì em cũng lâu lâu mới dám hôn chứ không dám hôn hoài. À vậy hả, là vậy kinh nghiệm vậy đó hả? Dạ. Đẹp trai không bằng trai mặt, cứ mặc dày hoài thế nào cũng được hôn. Đó, còn kinh nghiệm của bạn nữ thì mình muốn thích hôn thì mình đưa vô, còn mình không muốn thích hôn thì thôi mình né ra. Giờ kể chị nghe cái kỷ niệm cái ấn tượng cái nụ hôn đầu tiên của em coi. Lúc đó như thế nào? Ai chủ động? Cảm xúc ra sao? Nụ hôn đầu tiên thì em chủ động hôn. Em bạn chủ động. Dạ. Bên kia đồng ý liền không? Dạ, hôn trong ngày sinh nhật của bạn ấy. À, mà bạn ấy đồng ý liền không? Dạ, đồng ý. Nụ hôn nó dài được mấy giây? Mấy phút? Phút mấy? Trời, có canh giờ luôn hả? Hay là đoán hả? Tại lần đầu tiên hôn em cũng hơi lâu. Lần đầu tiên hôn cũng hơi lâu. Dạ. Yeah. Cảm xúc lúc đó là sao? Thích lắm. Thích lắm hả? Dạ. Rậm rực, rạo rực luôn hả? Dạ. Mà em có cảm nhận được bạn gái như thế nào không?
cũng run luôn, hay là tê người, hay là có coi như là có hợp tác với em không, hay là chỉ đứng yên thôi? Chắc bạn cũng thích cho nên bạn mới chịu hôn vậy. Rồi chị hy vọng một ngày không xa em cũng sẽ có nụ hôn đầu đời của mình để biết cảm giác với người ta nha. Nhá không? Dạ. Ok, rồi mời em bóc một lá. Đọc lớn lên kìa. Chàng trai nắm tay nhìn thẳng mắt cô gái nói một câu thật tình cảm. Mời em. Rồi nói đi. Con cũng xin phép cô cho con được nắm tay em nhé. Không biết nói gì. Nói chung thì cũng hôm nay mình anh với em gặp nhau ở đây cũng có duyên, cũng hy vọng là em cho anh cơ hội được tìm hiểu. Rồi được rồi, về chỗ quan trọng không phải là nói cái gì đâu, quan trọng là cái đoạn nắm tay đó. Giống như ngày xưa mình hôn á, quen cả tháng trời mới được hôn à, rồi hôn phải lựa cái đúng cái ngày đặc biệt mới hôn. Thì bây giờ nắm tay là để làm gì? Để xem cái cảm xúc trong người mình nó như thế nào. Có nhiều người nhìn thì có vẻ thích nhau, nhưng mà tới khi mà người ta có cái sự va chạm, người ta lại cảm thấy cái điện nó bị chọi. Cái đó là thuộc gọi về là cái cảm xúc. Cho nên chương trình hay có những cái vui như thế này, nhưng mà thật ra là cũng giúp cho các bạn có thể kiểm tra lại được cái cảm xúc của mình trước khi đưa ra cái quyết định. Thì thời gian dành cho chương trình, dành cho hai bạn thì nó không phải là nhiều. Ai cũng như nhau, nó chỉ có 30 phút ngắn ngủi thôi. Mời hai bạn đặt tay vào nút bấm. Nhắm mắt lại nha. Sau 3 tiếng đếm của chị Tường, đồng ý thì bấm mạnh, còn nếu không đồng ý thì chúng ta có quyền lấy tay ra. 1 2 3 Hết thời gian. Trời ơi, thấy cái tay cô gái để hời hợt, có một món ngón mà cũng không biết cô bấm nổi hay không nữa. Ok, cảm ơn hai bạn rất là nhiều. Đồng ý hẹn hò với nhau, nắm tay nhau đi hai bạn. Thời gian không có quan trọng, mà quan trọng là cảm xúc và cái những cái gì mà mình dành cho nhau. Đây, món quà dành tặng cho em là bộ son Yurika đến từ Nhật Bản, với chất son lì không chì, mang nhiều màu sắc trẻ trung, phù hợp với mọi cá tính, sẽ giúp cho bạn tự tin nổi bật trong mọi ánh nhìn. Chúc cho hai em là có những ngày vui chơi, hẹn hò, tìm hiểu nhau thật là thú vị. Rồi biết đâu là chương trình sẽ nhận được tin vui của hai em ha. Dạ, cảm ơn. Rồi, cảm ơn hai em rất nhiều. Thưa quý vị, hôm nay bà mối Cát Tường thành công rồi quý vị nha. À, họ cũng là một cặp đôi khá là ít nói, nhưng mà tuổi đời thì cũng đã đến tuổi cặp kê, đến tuổi để mà có thể tiến tới hôn nhân được rồi. Chúng ta sẽ gặp nhau vào lúc 12 giờ trưa thứ tư và 8 giờ sáng thứ năm hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media quý vị nha. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.